Chào các em học sinh lớp 9 trường Châu Giang An. Ở tiết học vừa qua, cô và các em đã tìm hiểu qua vùng kinh tế thứ tư của nước ta đó là vùng duyên hải Nam Trung Bộ qua bài 25 ở bài 25 chúng ta tìm hiểu qua hai nội dung chính nội dung thứ nhất đó là vị trí giới hạn à, lãnh thổ à, nội dung thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng à, tiếp theo đây ở bài 26 chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung kế tiếp đó là tình hình phát triển kinh tế của vùng à, và ngành kinh tế đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là hoạt động nông nghiệp À, mời các em quan sát một cái bảng số liệu à, đây là một cái bảng số liệu về sản phẩm nông nghiệp của vùng duyên hải nam trung bộ dựa vào bảng số liệu này à, cô và các em sẽ cùng nhận xét về cái tình hình chăn nuôi bò và nuôi trồng thủy sản của vùng duyên hải nam trung bộ à, từ năm 1995 đến năm 2007 à, đàn bò của vùng à, năm 1995 À, đạt 1.026,0 nghìn con năm 2000 à, là 1.132,6 nghìn con năm 2002 là 1.008,6 nghìn con và năm 2007 là 1.544,6 nghìn con như vậy chúng ta thấy đàn bò của vùng duyên hải nam trung bộ này có tăng nhưng không liên tục qua các năm À, tiếp theo đây chúng ta xem mà ngành thủy sản của vùng. Chúng ta xem số liệu của vùng chúng ta sẽ nhận xét nhé. À năm 1995 à, đạt 339,4 nghìn tấn năm 2000 à là 462,9 nghìn tấn năm 2002 là 521,1 nghìn tấn và năm 2007 là 658,4 nghìn tấn. Như vậy với cái ngành à thủy sản của vùng thì chúng ta thấy số liệu này nó tăng liên tục qua các năm tăng liên tục qua các năm à, vậy thì trong các hoạt động nông nghiệp của vùng à, cái ngành chăn nuôi bò à, và ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản à, được xem là à, hai ngành phát triển nhất trong vùng à, được xem là thế mạnh của vùng à, như vậy à, trong vùng duyên hải nam trung bộ có những cái điều kiện thuận lợi nào mới có thể phát triển được cái ngành chăn nuôi bò cũng như là nuôi trồng thủy hải sản như ở cái bài trước các em đã tìm hiểu ở bài 25 á thì chúng ta biết là cái địa hình của cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ là có sự phân hóa theo hướng từ tây sang đông. Ở phía tây là địa hình núi gò đồi còn ở phía đông là đồng bằng hẹp nằm ven biển với cái địa hình phía tây trên những cái sườn đồi À, hoặc là những cái chân núi à, có những cái cánh đồng cỏ rộng à, rất là xanh tốt à, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển đặc biệt là chăn nuôi bò à, nơi đây à, là vùng có cái sẵn à, cái số lượng đàn bò à, được xem là à, nhiều nhất ở nước ta đứng hàng thứ nhất ở nước ta về chăn nuôi bò và cô nhắc lại là vùng duyên hải nam trung bộ có diện tích chăn thả rộng, có cái khí hậu phù hợp với việc chăn nuôi bò còn nói về cái ngành nuôi trồng thủy sản thì trong bảy vùng kinh tế vùng duyên hải nam trung bộ là vùng có đường bờ biển dài nhất so với các vùng kinh tế khác dọc bờ biển của vùng có nhiều vũng vịnh có nhiều đầm phá có nhiều bãi cá tôm và đặc biệt là trong vùng có hai cái ngư trường lớn đó là ngư trường ninh thuận bình thuận và bà rịa vũng tàu và ngư trường thứ hai đó là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là điều kiện để phát triển ngành đánh bắt nuôi trồng cũng như là chế biến thủy hải sản của vùng trong hai ngành chăn nuôi bò cũng như là ngành khai thác nuôi trồng thủy hải sản thì thế mạnh của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là thuộc về ngư nghiệp À, thuộc về ngư nghiệp tức là thuộc về cái ngành khai à, thác à, nuôi trồng và chế biến hải sản với cái ngành ngư nghiệp à, của vùng à, ngành này chiếm 27,4% sản lượng thủy sản của cả nước năm 2002 và cô nhắc lại à, trong vùng à, có hai ngư trường lớn đó là ninh thuận bình thuận à, và hoàng sa trường sa à, nước ta có bốn ngư trường lớn thì vùng này đã có hai ngư trường rồi. À, sau đây là một số những cái hình ảnh về ngành đánh bắt à, nuôi trồng thủy sản của vùng. À, trong sản xuất nông nghiệp của vùng à, gặp không ít những cái khó khăn à, và đó chính là những cái khó khăn gì? À, thứ nhất à, là cái khó khăn của vùng là cái quỹ đất nông nghiệp của vùng à, rất là hạn chế như khi nãy cô nói là vùng à, phía đông có đồng bằng À, nhưng mà đồng bằng nơi đây rất là nhỏ hẹp à, đất à, kém phì nhiêu à, đất nơi đây là đất phù sa pha cát nên à, so với các cái vùng khác thì đất nơi đây là đất xấu à, vùng thường xuyên lại chịu ảnh hưởng của các cái thiên tai như hạn hán lũ lụt à, bão à, hiện tượng cát bai cát lấn à, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp À, bên cạnh đó cái sản lượng và bình quân lương thực à, theo đầu người của vùng à, còn thấp so với mức trung bình của cả nước với cái bình quân lương thực đầu người của vùng chỉ đạt 281,5 kg trên người à, trong khi đó mức trung bình của cả nước là 463,6 kg trên người vào năm 2002 à, mặc dù vậy à, vùng À, bên cạnh những cái ngành như uh, ngành chăn nuôi bò, à, ngành à, à, khai thác, à, nuôi trồng chế biến hải sản thì ở vùng còn nổi tiếng với nghề làm muối à, à, ng vùng À, nổi tiếng với nghề làm muối vậy thì chúng ta sẽ à, giải thích xem là vì sao vùng à, có à, cái điều kiện để phát triển cái ngành sản xuất muối à, như ở bài trước chúng ta biết là vùng à, duyên hải nam trung bộ là một à, vùng có khí hậu được xem là khô hạn nhất ở nước ta à, nơi đây có nhiều nắng nhiệt độ trung bình năm cao độ mặn của nước biển cao và vùng có ít sông lớn đổ nước ngọt ra biển, điều này rất thích hợp cho việc sản xuất muối, do đó hầu như các tỉnh trong vùng, tỉnh nào cũng đều có ngành muộn ngành sản xuất muối, nghề làm muối được phát triển và nơi đây nổi tiếng đó là muối cà ná, muối sa quỳnh và cái sản ngoài cái sản phẩm muối ra thì vùng còn à, nổi tiếng với cái nghề làm à, nước mắm à, ở Phan Thiết và Nha Trang. À, Nói đến cái ngành đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản thì như khi nãy cô có nói là à, vùng có cái đường bờ biển dài, à, vùng biển rộng có nhiều bãi cá, bãi tôm, có nhiều à, vũng vịnh. À, đây là điều kiện thuận lợi à, để vùng có thể phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, à, cư dân nơi đây có cái truyền thống có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất muối cũng như là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của vùng đang được chú trọng như là đội tàu đánh bắt, cảng cá, dịch vụ hải sản, cơ sở chế biến hải sản đang được phát triển. Bên cạnh đó thì vùng còn phát triển thêm một nghề nữa đó là nghề khai thác tổ chim yếm trên một cái số đảo ven bờ từ Quảng Nam cho đến Khánh Hòa. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về những cái điều kiện tự nhiên mang đến những cái thuận lợi cũng như những cái khó khăn đối với việc phát triển kinh tế trong vùng à, thì chúng ta đã biết được là trong vùng có rất nhiều những cái khó khăn về thiên nhiên có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đó chính là bão lũ lụt hạn hán hiện tượng cát bay cát lấn vân vân à, như vậy vùng đã có những cái biện pháp gì để khắc phục những cái thiên tai có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở bài trước cô cũng đã từng nhắc qua. Tuy nhiên ở bài này cô cũng sẽ nhắc lại để khắc phục những cái thiên tai, những cái khó khăn do thiên nhiên mang đến, à, vùng à, đã à, áp dụng các biện pháp là trồng rừng phòng hộ trên các cái sườn núi, sườn đồi hoặc là ven biển để tránh cái hiện tượng à, sạt lở đất, xói mòn đất, à, hiện tượng lũ lụt, à, lũ quét à, và hiện tượng cát bay cát lớn ở ven biển bên cạnh đó vùng còn áp dụng thêm các cái biện pháp làm thủy lợi xây dựng các cái hồ chứa nước để nhằm cung cấp nước cho cây trồng trong mùa khô cũng như là là nơi thoát nước dự trữ nước cho mùa mưa lũ như vậy vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua sơ nét về cái hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng à, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái hoạt động kinh tế thứ hai của vùng à, đó là hoạt động công nghiệp à, ở cái phần hoạt động công nghiệp này à, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi à, câu hỏi thứ nhất à, đó là điều kiện thuận lợi à, cũng như là khó khăn có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp à, về thuận lợi ở bài trước thì cô cũng đã nhắc qua là à, vùng có nhiều khoáng sản à, như là titan ở Bình Định, Nha Trang, hay là vàng ở Quảng Nam, à, Bình Định, à, sắt ở Quảng Ngãi, hay là các thủy tinh trên cái à, bán đảo Hòn Gốm và Nha Trang, à, Số nước khoáng Bình Thuận vân vân à, và vùng có nhiều nguyên liệu nông lâm ngư nghiệp à, những cái nguồn khoáng sản nguyên liệu này của vùng rất là phong phú, bên cạnh đó cái nguồn lao động của vùng cũng rất là dồi dào, nguồn lao động luôn cần cù, năng động, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Đó là những cái điều kiện thuận lợi tạo điều kiện để phát triển các cái ngành kinh tế đặc trong đó có ngành nông nghiệp. À, cũng như là công nghiệp. À, tuy nhiên bên cạnh đó à, vùng còn có à, một số những cái thiên tai à, do thiên nhiên mang đến có ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp, các cơ sở hạ tầng. À, do đó à, các cái cơ sở hạ tầng trong vùng so với các cái vùng khác là còn thấp. À, Câu hỏi kế tiếp là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp của vùng. Mời các em quan sát một cái bảng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và của cả nước thời kỳ năm 1995 đến năm 2000. À, dựa vào bảng số liệu này, chúng ta cùng nhận xét về cái sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ so với cả nước vào năm 1995, duyên hải nam trung bộ đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, à, năm 2000 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng và năm 2002 đạt 14,7 nghìn tỷ đồng. À, chúng ta thấy các số liệu của vùng duyên hải nam trung bộ này tăng liên tục qua các năm. Tiếp theo chúng ta à, nhận xét tiếp à cả nước mà à, năm 1995 là 103,4 nghìn tỷ đồng năm 1998 à năm 2000 là đạt 198,3 nghìn tỷ đồng và năm 2002 là đạt 261,1 nghìn tỷ đồng. Như vậy chúng ta thấy số liệu của cả nước cũng tăng liên tục qua các năm. Tuy nhiên nếu chúng ta so sánh năm 2002 với năm 1995 thì cái giá trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ này tăng gấp 2,6 lần. Còn với cả nước, năm 2002 so với năm 1995 là tăng 2,5 lần. Tăng gấp 2,5 lần so với năm 1995. Như vậy thì chúng ta thấy cái giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ này có tăng. Và cô nhắc lại là tăng gấp hơn 2,6 lần. Nhưng mà cái mức tăng này không chênh lệch lớn so với là cái nhịp độ tăng trưởng của cả nước, cả nước là 2,5 lần. À, còn nếu như chúng ta tính về cái tỷ trọng của cái giá trị sản xuất công nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước, thì giá trị sản xuất công nghiệp của vùng chỉ chiếm có 5,6% so với cả nước vào năm 2002 thôi cái tỷ trọng này chúng ta thấy là à, tỷ trọng nhỏ à, à, các cái ngành công nghiệp chủ yếu của vùng đó là ngành cơ khí à, chế biến nông lâm ngư nghiệp à, hàng tiêu dùng hóa chất à, công nghiệp năng lượng đang được tăng cường thêm ở, à, ở các cái nhà máy thủy điện và trung tâm công nghiệp đang được phát triển nhanh đó là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết với nhiều khu công nghiệp, nhiều khu chế xuất. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào trong cái lược đồ một lần nữa chúng ta sẽ xác định đọc tên những cái ngành công nghiệp có trong vùng đầu tiên là chúng ta thấy trong vùng có các cái trung tâm công nghiệp nè, trung tâm công nghiệp phía bắc đó là đà nẵng nè, à, còn đoạn giữa thì chúng ta thấy có quy nhơn nè à, và có nha trang nè. trong các cái trung tâm à, công nghiệp này thì chúng ta thấy có các ngành công nghiệp như là cơ khí nè, à, rồi đến chế biến à, sẵn, à, chế biến lâm sản, à, chế biến lương thực thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng bên cạnh các cái à, ngành công nghiệp này thì chúng ta thấy còn có à, ngành khai thác khoáng sản như khi nãy cô nhắc đó là à, ngành khai thác vàng, ngành khai thác sắt, khai thác à, cát thủy tinh cũng như là titan ở một số tỉnh trong vùng. À, đây là một số những cái hình ảnh về cái ngành à, cơ khí, à, ngành điện tử cũng như là ngành chế biến lương thực thực phẩm của vùng. À, như vậy là vừa qua chúng ta đã à, tìm hiểu qua sơ nét về cái hoạt động kinh tế của vùng đây là phần nội dung ghi bài của các em ở à, cái hoạt động kinh tế thứ hai đó là công nghiệp à, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái hoạt động kinh tế kế tiếp nữa của vùng đó là ngành dịch vụ à, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có những cái thuận lợi nào cho việc phát triển ngành dịch vụ? Chúng ta nhớ lại ở bài 25, chúng ta tìm hiểu về cái phần vị trí giới hạn lãnh thổ của vùng. Chúng ta biết đây là vùng có một cái vị trí rất quan trọng là cầu nối bắc nam là cửa ngõ phía đông của vùng tây nguyên à, như vậy vùng có điều kiện để phát triển à, giao thông vận tải à, xuất khẩu cũng như là du lịch à, nói về hoạt động à, dịch vụ vận tải cũng như là xuất nhập khẩu thì à, các, các hoạt động dịch vụ này phần lớn là tập trung ở các, các thành phố thị xã ven biển thuộc Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn và đặc biệt là trong vùng ngành du lịch cũng được xem là thế mạnh của vùng. Vậy thì vùng có những cái tiềm năng du lịch nào? Nói đến tiềm năng du lịch thì chúng ta phải kể đến đó là tiềm năng du lịch tự nhiên và tiềm năng du lịch là nhân văn. À, với cái tiềm năng du lịch tự nhiên à, chúng ta sẽ kể đến đầu tiên à, đó là cái tiềm năng thứ nhất đó là các cái bãi biển à, các cái bãi biển đẹp Ở vùng có rất nhiều những cái bãi biển từ bắc tới nam à, của vùng thì chúng ta thấy có bãi biển non nước à, bãi biển sao quỳnh quy nhơn à, đại lãnh nha trang và mũi né nè và cái nguồn tài nguyên du lịch à, tự nhiên thứ hai cô muốn giới thiệu đến với các em đó là các thắng cảnh đẹp như là ngũ hành sơn à, ngũ hành sơn đây là một cái thắng cảnh thuộc thành phố đà nẵng cũng như là bà nà cũng thuộc thành phố đà nẵng à, vịnh nha trang à, đây là một trong những cái vịnh được xem là đẹp và nổi tiếng của thế giới. À và cái à, tài nguyên du lịch tự nhiên thứ ba cô muốn giới thiệu đó là à, vườn quốc gia à, nơi đây có các khu vườn quốc gia như là núi Chúa ở Ninh Thuận, à, khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm à, thuộc Quảng à, Quảng Nam à, đã được UNESCO công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên của thế giới vào năm 2009. À và à, một cái à, Nguồn tài nguyên uh, du lịch tự nhiên thứ tư nữa đó là khoáng sản uh, thuộc uh, nước khoáng, à, suối nước khoáng, uh, đó là uh, suối nước khoáng Hội Vân ở Bình Định, Vĩnh Hảo ở Bình Thuận. Ở bên cạnh tài nguyên du lịch tự nhiên thì vùng còn có các nguồn tài nguyên du lịch nhân văn khác. Uh, Nguồn tài nguyên du lịch nhân văn thứ nhất cô muốn giới thiệu đến các em đó là di sản văn hóa thế giới gồm có phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn ở Quảng Nam, di tích lịch sử Ba Tơ ở Quảng Ngãi, các lễ hội truyền thống như là lễ hội KT ở Ninh Thuận, lễ hội Tây Sơn ở Bình Định và lễ hội Tháp Bà ở Khánh Hòa đó là những cái tiềm năng du lịch của vùng duyên hải nam trung bộ là một trong những cái điều kiện phát triển kinh tế của vùng à, tiếp theo đây là một số những cái hình ảnh về các cái bãi biển đà nẵng bãi biển nha trang vịnh cam ranh mũi né của vùng và bên cạnh đó chúng ta xem tiếp một số những cái hình ảnh về à, cái cảnh đẹp bà nè à, bà nè à, thuộc à, thành phố đà nẵng à, tiếp theo là ngũ hành sơn cũng thuộc đà nẵng à, khu di tích mỹ sơn Hồi nãy cô có nói khu di tích mỹ sơn à, thuộc quảng nam Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua sơ nét về các hoạt động dịch vụ của vùng. À cô nhắc lại các cái thành phố cảng biển vừa là đầu mối giao thông đường bộ, vừa là cơ sở xuất nhập khẩu quan trọng của vùng và du lịch được xem là thế mạnh của vùng. Đây là phần nội dung ghi bài của các em. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung kế tiếp à, đó là các cái trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. À, dựa vào lược đồ à, chúng ta sẽ xác định các cái trung tâm kinh tế của vùng. À, à, khi nãy cô nói trong vùng có một số những cái trung tâm công nghiệp cũng chính là những cái trung tâm kinh tế của vùng. À, đầu tiên đó là à, đà nẵng à, kế đến đó là quảng ngãi, ở quy nhơn và nha trang. À, vì sao các cái thành phố này à, được coi là cửa ngõ phía đông ra biển đông của tây nguyên? À, đầu tiên đó là thành phố đà nẵng thành phố đà nẵng là một trong những cái đầu mối giao thông quan trọng của tây nguyên nhiều hàng hóa và hành khách của tây nguyên được vận chuyển theo quốc lộ 14 đến đà nẵng để ra ngoài bắc hoặc một số địa phương ở duyên hải nam trung bộ một bộ phận hàng hóa đi qua cảng đà nẵng để xuất khẩu ngược lại cái chiều ngược lại là hàng hóa và hành khách từ vùng à, khác à, trong cả nước mà chủ yếu là ở ngoài bắc và hàng hóa nhập khẩu qua cảng đà nẵng vào tây nguyên à, với thành phố quy nhơn à, đây là cửa ngõ ra biển của hai tỉnh à, gia lai và công tâm còn thành phố nha trang à, bằng quốc lộ 26 à, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trực tiếp với buôn Mê Thuộc thuộc tỉnh đắk lắc tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung gồm hai vùng đó là vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với cái vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung này thì nó có một vài tỉnh của Bắc Trung Bộ và một vài tỉnh của Duyên Hải Nam Trung Bộ tỉnh thứ nhất đó là à, huế À, thuộc bắc trung bộ à, tỉnh thứ hai đó là đà nẵng tỉnh thứ ba đó là quảng nam tỉnh thứ tư đó là quảng ngãi và tỉnh thứ năm à, đó là bình định à, và cô nhắc lại là vùng kinh tế trọng điểm của miền trung à, gồm có năm tỉnh tất cả huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định với cái diện tích của vùng kinh tế trọng điểm miền trung này à, là 27,9 nghìn km vuông và số dân là à, 6 triệu vào năm 2002 vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với việc phát triển liên vùng là có tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế liên vùng của Duyên Hải Nam Trung Bộ Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua các cái nội dung về tình hình phát triển kinh tế cũng như là các trung tâm kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Chúng ta sẽ củng cố lại phần kiến thức mà chúng ta vừa học qua một số câu hỏi trắc nghiệm như sau. Câu hỏi thứ nhất, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là nơi A. Quỹ đất nông nghiệp nhiều B nhiều bãi tôm cá c đồng bằng rộng và d là ít bảo lục à, với các câu hỏi trắc nghiệm này à, lúc nào cũng có bốn đáp án và chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong bốn đáp án mà cô vừa nêu các em a b c hay d chúng ta sẽ chọn đáp án b là đáp án đúng nhất à, nhiều bãi tôm bãi cá câu hỏi thứ hai À, sản phẩm nổi tiếng của vùng duyên hải nam trung bộ a cây lúa b lương thực c muối và d là lâm nghiệp chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong bốn đáp án các em sản phẩm nổi tiếng của vùng duyên hải nam trung bộ chính đó là muối chúng ta sẽ chọn đáp án c là đáp án đúng nhất bây giờ chúng ta qua câu hỏi thứ ba nơi nào của vùng duyên hải nam trung bộ nổi tiếng nghề làm nước mắm À, câu a cà ná hội an câu b phan thiết nha trang câu c đại lãnh quảng ngãi và câu d phú quốc và sa quỳnh chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào trong bốn đáp án nè chúng ta sẽ lựa chọn đáp án b là đáp án đúng nhất đó là phan thiết nha trang câu hỏi kế tiếp à, trở ngại lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ là A. Đồng bằng hẹp, đất xấu, B bão lục thường xuyên xảy ra, C nạn cát bay và D là thiếu nước. Thiếu nước tưới. Như vậy trong bốn đáp án này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng nhất chính là đáp án D thiếu nước tưới như vậy là vừa qua cô và các em đã tìm hiểu qua về những cái nội dung còn lại của vùng duyên hải nam trung bộ là tình hình phát triển kinh tế cũng như các trung tâm công nghiệp các cái vùng kinh tế trọng điểm của miền trung bài học mà hôm nay đến đây là kết thúc các em về nhà các em À, sẽ học bài và các em làm bài tập bài số 2 trang 99 sách giáo khoa cho cô các em nha. À, tiếp theo đó là các em sẽ xem trước cái nội dung bài 27. À đây là một cái bài thực hành về kinh tế biển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. À, bài học hôm nay tới đây tạm dừng. À, cô chào tạm biệt các em, hẹn các em à, ở tiết học sau các em nha.